cách xử lý mức khoan bị kẹt đấy, đơn giản và dễ nhất. Ui giời. Đấy, việc đầu tiên là hàn cho nó chết. Mũi khoan rẻ tiền nó chưa khoan đã được cái này đây. Anh phải bình luận bảo là đội bán là không có uy tín. Đúng rồi, mũi khoan rẻ tiền bán nó có uy tín quá. Mũi khoan đầu tiên đã bị kẹt không tháo được. Quá uy tín. Đấy. Đấy, quá nhanh. Đây là nó mới nha. Xong rồi đấy. Nó tuyệt cái đầu này ra này. Nó tuyệt cái đầu này ra này. Nó kẹt mũi khoan. Thế này các bạn nào nữa mua mũi khoan này, mua mũi xịn nó tí. Hoặc mang về tôi đầu này đi. Tôi cho già lên. Đấy. Video kết thúc tại đây nhá. Nhớ like và share.